Thưa quý vị, nếu tùy tiện sử dụng thuốc đông y hay sử dụng những loại thuốc được bào chế từ nguyên liệu kém chất lượng, người tiêu dùng có thể gánh chịu hậu quả khôn lường, không chỉ mất tiền mà còn mua thêm bệnh tật mới vào người. Các chuyên gia cho rằng ngộ độc thuốc đông y hiện nay cũng ở mức báo động không kém vấn đề ngộ độc thực phẩm. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Chợ Ninh Hiệp, nơi được coi là đầu mối mua bán dược liệu và các loại thuốc đông y. Thỏ ti tử, một vị thuốc có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường chức năng sinh lý, được bán tại đây với nhiều mức giá khác nhau, từ 30.000 đồng 1 kg đến 350.000 đồng 1 kg. Cái ti tử nó nhiều loại như vậy. Ti tử á? Thỏ ti tử. Nhiều loại lắm, loại còn đất đều các loại. Sao nó ra đấy nhỉ? Bây giờ nó cũng hàng nó cũng cái vít rẻ, cái vít đắt, nói nó khó. Loại có mấy trăm nghìn một cân nhưng mà vẫn nhìn như nhau phải mấy triệu một cân. Thế để nền nhà thì tốt hơn. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân, Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam đã tiến hành kiểm tra và cho biết trong thỏ thi tử ở mức giá dưới 200.000 đồng có trộn nhiều đất cát. Đất đá, đây là những cái này là đất đá. Đây là đất đá nhé. Tức là nếu như chúng ta không biết ra thì chúng ta sẽ không thấy nó. Đấy, nó hoàn toàn là đất đá. Những cái hạt mà nó như thế này là đất đá, nó được tạo màu cho nên là nó có màu xanh. Trước đó, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương đã tiến hành lấy mẫu nhiều sản phẩm thuốc đông y tại chợ Ninh Hiệp. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, trong số 57 mẫu được kiểm nghiệm, có đến 27 mẫu có chứa chất cấm màu Rhodamin B. Đây là hóa chất nhuộm màu phát quang, có khả năng gây độc cấp tính tới hệ thần kinh, gây độc trên da, thậm chí có thể gây ung thư. Thực tế, đã có nhiều trường hợp ngộ độc thuốc đông y dởm. Bệnh nhân Đỗ Thị Hiên ở Ninh Bình được đưa vào điều trị tại khoa gan Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng ngộ độc gan nặng. Đây là kết quả do chị Hiền đã sử dụng thuốc đông y không đảm bảo chất lượng để chữa bệnh xương khớp một thời gian dài. Trước đấy thì mình không có bệnh lý gì về gan, mà mình bị bệnh về xương, bị viêm khớp cùng chậu. Sau đó nghe người thân có mách bảo thầy lang chữa bệnh xương rất là tốt, thì mình cũng nghe theo đi lấy thuốc. Sau khi mà uống thuốc được tầm 20 ngày thì mình bắt đầu có biểu hiện là chán ăn, mệt mỏi. Sau đó mình đi khám thì ra bệnh lý về gan. Theo các bác sĩ, thời gian gần đây, rất nhiều người đã phải điều trị gan do tự ý dùng thuốc đông y, thuốc nam để điều trị bệnh. Đa phần là người dân tự cắt thuốc theo sự mách bảo của người khác. Vì những cái thuốc không rõ nguồn gốc như thế, cho nên nó có những cái tác dụng phụ là nó gây lên những cái tổn thương phối hợp, tạo nên một cái viêm gan nhiễm độc rất là nặng nề, và cái tỷ lệ này cũng tương đối là nhiều, đặc biệt là những cái thời gian gần đây nó tương đối cao. Bên cạnh đó, còn có những bệnh nhân không phải do dị ứng nhiễm độc do các hoạt chất đông y mà do hóa chất bảo quản. Không phủ nhận vai trò của thuốc nam dược, đông dược trong điều trị bệnh, nhưng hiện nay có không ít người kinh doanh vì chạy theo lợi nhuận mà bỏ quên vấn đề sức khỏe.